Đó, ở đây còn những cái cửa hàng khác thì mình sẽ tranh thủ mình quay hết cái địa chỉ, những cái số điện thoại của các những cái cửa hàng ở đây. Bánh kẹo rất là nhiều các bạn. À. Dạ. Công nhận cái mứt vỏ bự này ngon. À, các bạn nào thử Tết thử mua cái này về ăn nè, rất là hay các bạn. Ở đây cũng có nè. Đó. Cây này kỳ vậy? Không mà. À, cô chú dầm vô muốn. Anh làm lậu dĩ cho tôi hai chúng tôi đi. Dạ rồi. Lại đây nè. Con sẽ tác nghiệp cho. Tác nghiệp lại đây, cầm cái ba to mà nội. Cái này Đông Nhi ông Cao Thắng kiểu gì kỳ á. Ủa chú? Chú ơi. Máy đang hoạt động mà. Rồi làm lại từ đầu đi. Cầm ba to. Đây, phần trong chính giữa cho bên tây cũng là đồ sỉ về các dụng cụ gia đình, đồ sinh hoạt gia đình, nồi niêu, son, chảo, chén, bát, dĩa. Đây các bạn thấy con đường bán đồ gia dụng nè. Đó. Rất là đông nha các bạn nha, rất là nhộn nhịp luôn. Đó. Rồi còn đây bây giờ mình đi qua phía phần đồ khô. Quay bên đây cho các bạn xem coi hôm nay ở chợ Bình Tây có đông vui nhộn nhịp không nhé. Xả đồng các bạn. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Trở Về TV. Hôm nay thì mình đang có mặt tại đường Pháp Mười, quận 6 thành phố Hồ Chí Minh các bạn ạ. Sau lưng mình đây có một ngôi chợ siêu to khổng lồ, được mệnh danh là một trong những ngôi chợ đầu mối lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh này. Thì nếu mà các bạn nào thường xuyên theo dõi của kênh Trở Về TV thì sẽ chắc chắn sẽ nhận ra ở sau lưng mình là chợ gì rồi. À, thì tại vì bữa giờ mình đã coi những thông tin cho chợ Bình Tây giờ này ế quá rồi, thế này thế kia, thông tin rất là tiêu cực. Thì hôm nay lên đây này mình review chợ Bình Tây, quay lại chợ Bình Tây trong cái ngày chiều ngày thứ bảy để xem coi chợ Bình Tây hôm nay có như thế nào ha. À, đầu tiên thì không gian của chợ, trước cửa chợ rất là đông vui và nhộn nhịp, và đặc biệt hơn nữa là mình sẽ vào trong mình review cái khu bán hàng mà gọi là bánh kẹo Tết ấy. Thì cũng nhân dịp sắp tới Tết rồi, năm hết Tết đến rồi, thì mình sẽ review ở trong đấy và lấy từng địa chỉ của những cái cửa hàng ở trong đó để cung cấp và gửi tới cô chú anh chị và các bạn. Mong rằng là sẽ có rất là nhiều cô chú anh chị và các bạn cần những cái địa chỉ, những cái thông tin đó, gần cái báo giá cho cái dịp Tết sắp tới ha. Rồi, ở đây là chính giữa của chợ Bình Tây, là một cái công viên. Thì ở đây có thờ cái bức tượng của doanh nhân Quách Đàm. Ông chính là người đã xây nên cái chợ Bình Tây này. Các bạn thấy những hình ảnh đẹp lắm, đẹp cực kỳ luôn. Chợ Bình Tây là một trong những ngôi chợ rất là cổ kính và lớn đấy nha các bạn. Thì mình sẽ quay một vòng ở đây trước, rồi chúng ta sẽ đi xuống những cái khu vực khác để mình có thể lấy được những cái địa chỉ á, những số điện thoại của một số các cô chú anh chị bán những cái mặt hàng đầu mối ở đây này. Cũng sắp Tết rồi thì hy vọng là mình sẽ xin được những cái địa chỉ dưới đây để cung cấp cho cô chú anh chị và các bạn. Đây tượng đài của doanh nhân Quách Đàm, người đã chi tiền hồi xưa để xây nên cái chợ Bình Tây này nè mọi người. Ok, giờ xuống dưới đây ha. Bạn thấy không gian ở giữa, thực sự nếu mà ai đi chợ Bình Tây đó mà đi ở phía ngoài thì không thể nào tưởng tượng được ở trong chính giữa này có không gian, một cái công viên rất là rộng lớn như thế này, đẹp cực kỳ luôn. Đây có cả hồ cá, có hòn Nam Bộ. Đây bốn góc cạnh đẹp ha. Đây có những con rồng. Rồi khu vực dưới này nè các bạn này, là khu vực bánh mối bánh kẹo rất là lớn luôn nha mọi người. Thực sự đây là một trong những cái khu vực chợ đầu mối bán bánh kẹo này, rồi các loại khô cá mắm này nọ cực kỳ lớn. Hôm bữa có một khán giả của kênh Trở Về TV nói rằng là anh ơi, sao anh đi quay những cái chợ đầu mối á, nhiều người ta quay ta nói ế lắm mà không thấy ai tới đó, hoặc là thấy vắng người, nhưng mà tại sao anh nói là đông vui, là bán được hàng. Thì các bạn phải hiểu rõ tính chất của ngôi chợ đầu mối. Đã nói là chợ đầu mối thì cái tên của nó đã phản ánh tất cả các bạn nhé. Có nghĩa là chúng ta phải hiểu cái từ đầu mối là như thế nào,
Thực sự là đôi khi các cô chú anh chị ở những cái khu chợ đầu mối á, người ta bán hàng cực kỳ hay các bạn. Đâu nhất thiết là phải người ta tới, có khách hàng tới mua đâu. Giống như bên chợ đầu mối Tân Bình thì các bạn có thể qua đó thấy chẳng có ai trên đó hết. Nhưng mà các bạn phải để ý những cái bao hàng, những cái thùng hàng, những cái kiện hàng đặt ở giữa những cái con đường đi. Rồi cộng thêm đó thì những cái chành hàng sát bên nữa, hoặc là người ta chuyển hàng từ kho của các doanh nhân, các tiểu thương ở đó ra thẳng ngoài chành. Đó chính là lý do tại sao người ta gọi là chợ đầu mối các bạn ạ. Thực sự đi những cái chợ đầu mối các bạn thấy ít, cực kỳ ít người tới mua. Có một số thôi, có một số tới đây để tìm địa chỉ hoặc tìm thông tin. Giống như ở đây có một số gọi là khách du lịch tới đây để tham quan, tìm hiểu. Đó, đôi khi nó là như vậy đó. Chứ không nhất thiết là đi tới chợ đầu mối là các bạn thấy đông, có người đông như chợ truyền thống là có người ta bán hàng được hàng đâu. Đó đâu các bạn ạ. Giống như ở chợ Tân Bình á, nhiều lúc các bạn thấy một kiện hàng của bên chợ Tân Bình có thể bằng những cái khu chợ khác bán một tháng. Mình nói thẳng luôn, 5-7 ngàn bộ đồ. Ta chơi mỗi kiện hàng rất là lớn, ta xít lại này, rồi ta nén lại, cực kỳ kinh khủng luôn. Chứ không phải là chợ đầu mối là có phải có khách mới gọi là đông người đâu nha các bạn nha, là mới là bán được hàng đâu nha. Ở đây, đây là không gian bánh kẹo. Đấy các bạn thấy không, gọi là chợ đầu mối bánh kẹo bán cỡ này nè. Thì hôm bữa có khán giả của kênh Chợ VTV có nhờ mình là quay cái không gian bánh kẹo Tết đó các bạn, để mong sao để chắc là chị đấy muốn mua số lượng lớn để bán hàng Tết. Thì hôm nay mình tới đây, tới chợ Bình Tây đây. Nếu mà chợ Bến Thành là nói là không phải chợ đầu mối bán hàng và bánh kẹo Tết đâu nha các bạn nha. Chợ Bình Tây mới là chợ bán hàng sỉ bánh kẹo Tết lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh này. À, các bạn thấy không gian nó có nhiều lớp, lớp ngoài này, lớp mặt tiền, lớp phía trong, trong nữa cực kỳ nhiều luôn các bạn. Rồi dạ bây giờ không biết là các cô nào có, con xin phép con lấy một số cái địa chỉ ở đây để cung cấp được không ạ? Dạ ok dạ. Vô trong luôn sĩ, ở ngoài là lẻ, ở ngoài là lẻ hả cô? Đúng đúng ngành 30-40 năm. Dạ. À phía ngoài kia hả cô? Ở ngoài kia hả? À ngoài mặt tiền, ngoài mặt tiền chợ thì mình không nói nha. Cái này là mình đang nói ở phía trong, trong chợ. Cái này là nghe cô nói lại. Đúng là mà bà bán hàng mấy chục năm. Dạ. Thì có nhiều người cứ đi review chợ nói là chợ đầu mối ếm, nhưng thực sự tao đâu bán bánh lẻ đâu. Tao bán không, ý con nói á là các cô bán một lần cả kiện hàng, tao gửi chành đi về những cái mọi nơi mà. Dạ. Đó để hôm nay để con xin phép con quay một số những cái gian hàng đây nha, con lấy cái số điện thoại để cho khách có thể Tết này á người ta có thể có là nhiều lựa chọn. Đó, nhưng mà trước khi quay số điện thoại thì con quay một số những cái mặt hàng mứt Tết này được không cô ha? Có cái món nào mà ăn Tết hay hay không cô? Có các loại ăn Tết nè đó. Đấy hả? À, cái này gọi là cái gì cô nhỉ? Củ năng. Đây thì hôm nay nhân tiện tới chợ đầu mối bánh kẹo sỉ lớn nhất ở Sài Gòn. Con kênh Chợ Việt TV ạ. À. Con nhớ subscribe đăng ký kênh con. Dạ. Dạ subscribe share. Rồi ở đây mình thấy có những cái món ăn, những cái loại bánh mứt mà có thể sử dụng cho Tết này. Đây dừa, lá dứa, hạnh nhân bơ, cái này thì ăn vặt này. Hạnh nhân nha. Ở đây như trà là đúng không cô nhỉ? Trà là sấy khô. Còn đây có cả hồng nè. Hồng này nó phải hồng sấy khô này, hồng sấy gió. Hồng. À. Này củ năng, gừng Huế, gừng lát, xoài Thái. Đây gừng lát, xoài Thái, mít. À. Dạ, em YouTube. YouTube này của ai vậy? Của anh Tâm Vĩnh Long là ai vậy? Con kênh Chợ Việt TV. Đó, đây có hạt mắc ca, hạt dẻ lớn, hạt rất là nhiều. Rồi cho con mượn cô mẹ lộ. Đây cửa hàng tên luôn nha, mình quay từng cửa hàng một xem mình cửa hàng ba tốt, số điện thoại nha. À. Cái này kỳ vậy? Không mà à, cô chú dầm vô muốn anh làm đạo diễn cho tôi hai chúng tôi đi. Dạ rồi. Đây, con đây. Sẽ tác nghiệp cho.
Bác Hiệp lại đây, cái cầm cái ba to mà nội. Cái này Đông Nhi, ông Cao Thắng kiểu gì kỳ á. Ủa chú ơi, máy đang hoạt động mà. Rồi làm lại từ đầu đi. Cầm ba to. Con là con gái, con là con. Dạ, dạ, dạ. Con là con. Ủa sao kỳ vậy? Trời, con chạy máy từ nãy giờ mà. À, các bạn thấy các cô chú anh chị tiểu thương ở chợ Bình Tây vui không? Đó, cái này phải bán được hàng mới vui vậy nha các bạn nha, chứ không phải ế đâu, ế không ai vui đâu. Ế mình vô mình liên máy từ nãy giờ là anh chửi rồi. Thật sự đây là một trong những cái điều rất là thú vị. Các bạn có thể theo cái địa chỉ mà mình cung cấp, đây rất là nhiều những gian hàng như thế này nè. Đó, các bạn có thể mua về bán lẻ này trong dịp Tết, hoặc là các bạn nào muốn mua biếu quà tặng sử dụng. Ok, đây rất là nhiều nha các bạn. Mà các cô chú anh chị ở đây còn có những cái chành, rất là nhiều chành. À, khu vực xung quanh chợ lớn này, chợ Bình Tây này cực kỳ nhiều chành. Miền Trung có này, Tây Nguyên có này, miền Tây có này, Đông Nam Bộ có này. Các bạn chỉ cho địa chỉ và alo thôi ha. Ok. Đúng không con? Dạ đúng. Con làm vậy đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đây sẽ có rất là nhiều những cái địa chỉ, rất là nhiều những số điện thoại để cho cô chú anh chị lựa chọn ha. Để mình sẽ quay một số gian hàng xong rồi lại li lên trên đây lấy địa chỉ cho các bạn luôn. Năm nay có món mít mít gì mới không cô? Mới thì chưa có đâu, phải còn 2 tháng nữa mà. À chưa có hả? Ở đây là Ngọc Ánh này, số điện thoại các bạn ha. Ở đây là cô Ba Tốt nè. Đó. Ba tốt cô ba. À cô ba thôi. Mà cô ba có tốt không? Có tốt thật không? Cho con lấy cái địa chỉ cô tí luôn nhé. Dạ. Ở đây là Minh Phát nè, số điện thoại nha mọi người nha. À đây cô, ở bên này bánh mứt thì bên đây có bánh kẹo các bạn. Cô có cái loại kẹo này hay hay không cô? Đó, à, hộp sàn vàng để đây đây nè mọi người nè. Ngoài mít thì bánh kẹo đây thì bao la bát ngát luôn nha các bạn nha. Mình sẽ không hỏi giá nha, tại vì giá hôm nay và giá hôm Tết nó sẽ khác nhau. Và giá bánh lẻ và bánh xỉ nó sẽ khác nhau. Mình đi quay những cái chợ đầu mối không bao giờ mình hỏi giá hết các bạn ạ. Các bạn cứ thỏa thuận, các bạn khéo miệng làm sao mà để cho các cô chú ở đây bớt thật thật sâu là được. Đây có những cái loại bánh, những cái loại kẹo ha. Có sầu riêng hả? À, rất là nhiều. Đó, video phát từ hôm nay. Phát từ hôm nay là tới Tết là vừa ha. Đây, Minh Phát. Rồi, bây giờ mình đi qua đây tí rồi xong xíu mình lại quay lại đây quay những cái gian hàng khác cho bạn. Cho con quay cái địa chỉ cô tí được không? Con cảm ơn. Đây có cái món gì hay cái này là cái gì vậy cô? Nào. Cái đó là vỏ bưởi. À, vỏ bưởi hả cô? Trên là vỏ bưởi Việt Nam, đây là vỏ bưởi Thái. Cái này là vỏ bưởi nè các bạn nè. Cho con miếng này nha. Con test thử cái con ngon. Ăn thử đi. À, vỏ bưởi này chắc chắn là xông xịt thuốc nè. Cái hàng đó hàng của Thái Lan á. Hàng Thái Lan gì? Ừ, hàng Thái. Thái các bạn. Còn hàng trên này mới hàng Việt nè. Đó. Ừ, cái vỏ bưởi ăn rất là hay. The. Đây còn có xoài nè, kiwi nè. Còn sô-cô-la vàng hộp sàn gì cô để cả thùng. Thấy các bạn thấy dân mình chợ Bình Tây giàu không? À các cô chú anh chị tiểu thương vàng để nè. Đó, ớn lạnh chưa? Rồi và đây là địa chỉ nha các bạn nha. Số điện thoại nha, cô Hương. Đó. Rồi. Con cảm ơn nha. Dạ. Rồi bên đây nữa. Cho con lấy cái địa chỉ điện thoại tí nhé. Dạ. Cho cái cạc luôn đi chị, cho cái cạc đi với chị gì bả. Đây. Kim Thi. Mít trái cây khô chế biến. Có một cái món vỏ bưởi này hay các bạn ạ. Ăn rất là hay nha, Tết ăn cực kỳ hay nha. Không được, cái bao nó rách rồi. Đó bánh kẹo bạch ngàn luôn ha. Không, lấy cạc làm gì, số điện thoại nè. Đây. Cảm ơn chị. Đó gì em. Đó. Tại vì cái này là em quay để cho mọi người xem. Rồi, cảm ơn nhé. Cảm ơn ạ.
YouTube, dạ. Kênh chợ về TV ạ. À. Nhớ đăng ký kênh và subscribe chia sẻ giúp em. Dạ, nhớ chia sẻ nha, chia sẻ nó lên đề xuất nhiều. Chợ, chợ đó, chợ Việt, Việt Nam á, TV là TV đấy. Dạ đúng rồi. Tại cái này em đang đang đẩy mạnh cái dịp Tết quay cho các bạn. À, không, 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 lên làm gì, lên có cứu được ai đâu. Này là kênh gì vậy? Dạ kênh chợ Việt TV ạ. À. Không, mấy thằng bô láo. Đó, ở đây còn những cái cửa hàng khác thì mình sẽ tranh thủ mình quay hết cái địa chỉ, những cái số điện thoại của các những cái cửa hàng ở đây. Bánh kẹo rất là nhiều các bạn. À. Dạ. Ông có nhận con phải nói con nhận cái mứt mứt vỏ bưởi này ngon. À, các bạn nào thử Tết thử mua cái này về ăn nè, rất là hay các bạn. Ở đây cũng có nè. Đó. Rồi giờ qua các cô bên đây ha, qua bên đây quay các cô bên đây để lấy những cái số điện thoại, những cái địa chỉ ở đây cửa hàng em đúng không? Rồi cho anh quay lấy số điện thoại tí nha, anh đang đi qua đi. Dính vô nữa, dính vô nữa hả? Huy Hoàng ngành mít trái cây chế biến đó, số điện thoại các bạn nha. Xuân Thịnh đi, Xuân Thịnh ngon. Các loại hột mít. Ờ, cảm ơn em nha. Cô cho con lấy cái số điện thoại cô tí nhé. À dạ rồi, con cảm ơn. Đây có loại khô và loại hạt. Cho con lấy số điện thoại cô tí được không? Dạ con cảm ơn. Ở đây mứt trái cây chế biến hút hoa. Thì thông thường các bạn biết, thông thường là những cái cửa hàng ở đây này đa phần là bán sỉ để cho những cái ngôi chợ truyền thống, hoặc các bạn ở những cái ngôi chợ truyền thống lên đây lấy hàng về. Nó cho là 2 tuổi. Ủa sao nó cho này con 2 tuổi trở lên mà. Đây đây là du khách nước ngoài. À, du khách nước ngoài để tới đây tham quan nữa. Đây nữa nè. Có cái cửa hàng ở đây. Trà sữa Chi Châu. Đó, về đây nữa. Bữa đang nghỉ đi chung không đi. Ok. Thì ngoài bánh kẹo mít ra, chợ Bình Tây còn có rất là nhiều những cái sản phẩm khác mà gọi là sỉ luôn nha mọi người. Đây, cái khu vực này thì bán những cái dụng cụ các chị em phụ nữ kẹp tóc, rồi ghim tóc, bờm, đeo tai, đeo qua hay gì rất là nhiều. Thời trang, làm tóc, dụng cụ làm tóc. Đó. Ở khu vực sau này nữa. Đấy, các bạn thấy đồ sỉ thì thông thường mọi người cứ nghĩ là bán đồ sỉ là có đông khách hay không, thì hôm nay mình tới đây mình quay cận cảnh cái chợ Bình Tây cho các bạn xem này. À, đồ Giáng sinh, đồ Noel ha. Rồi bây giờ đi qua phần đồ khô. Đây, đồ khô bên đây. Đi qua bên đây mình quay cho các bạn xem cái những cái gian hàng đồ khô ha. Đây, phần trong chính giữa chợ Bình Tây cũng là đồ sỉ về các dụng cụ gia đình, đồ sinh hoạt gia đình, nồi niêu, son, chảo, chén, bát, dĩa. Chú cho con lấy cái địa chỉ của chú tí được không? Con qua YouTube đấy mà. Quay chợ đầu mối. Nhiều lúc có nhiều người ta có nhu cầu ta alo. Con lấy địa chỉ ha, con cảm ơn. Đây mình có số điện thoại của một cửa hàng. Đây là chuyên bán sỉ những cái sản phẩm ma đồ gia dụng nha các bạn nha. Nồi niêu, son, chảo, chén, bát này nọ đó. Và đặc biệt ở đây thấy đồ inox này, đồ nhôm gia dụng nhiều. Nồi là cả bộ này. Có tùy size lớn nhỏ như thế nào đó. À. Rồi, những cái cửa hàng ở đây thì mình sẽ cung cấp một số những cái cửa hàng, số điện thoại ở đây để các bạn có thể tham quan, tìm hiểu và mua sắm.
Đây khu vực ở trong lòng chợ Đồng Tây khá đông khách tới đây mua hàng các bạn. Đó. Con đường này dẫn ra phía ngoài thực phẩm, đồ khô, tôm khô, cá khô. Đây. Nhiều người cứ nói tới chợ Bình Tây ấy lắm rồi, rất là nhiều. Mình thực sự là mình rất là nản luôn, thực sự rất là buồn các bạn. Đây các bạn thấy con đường bán đồ gia dụng nè. Đó. Rất là đông nha các bạn nha, rất là nhộn nhịp luôn. Đó. Con đường đó là đường bên bán đồ gia dụng. Còn bên đây nữa thì trong nếu các bạn nói là đi khi đi chợ Tân Thành ở bên quận 5 á, đó các bạn mua các dụng cụ xe gắn máy đi từ đầu chợ Tân Thành tới cuối chợ Tân Thành thì các bạn có thể ráp được chiếc xe gắn máy. Đó, còn đi tới chợ Bình Tây thì các bạn đi từ đầu chợ đến cuối chợ có thể mua sắm tất tần tật trừ nội thất thôi. Những dụng cụ gia đình, nồi niêu, xăng, chảo, chén, bát, đồ ăn ấy, những cái vật dụng khác giống như cái tấm lót chân này rồi bát hương, bát nhang rất là nhiều, đầy đủ hết. Đây có những cái bộ mâm để khay để mứt này, hay để mứt tết ha. Rồi còn đây bây giờ mình đi qua phía phần đồ khô, quay bên đây cho các bạn xem coi hôm nay chợ Bình Tây có đông vui nhộn nhịp không nhé. Khá đông các bạn. Quật đồ khô mình chỉ rõ rõ thôi. Còn đây đi qua bên phía bên hông chợ Bình Tây nè. Khu vực này bán nhiều đồ khô. Thì các bạn nào muốn mua đồ khô, đặc biệt là tôm khô, cá khô, mực khô, rồi rất là nhiều những cái món khô khác thì đi cái đường con đường Lê Tấn Kế đó, bên tay trái của chợ Bình Tây nha các bạn. Đây thì có một thế giới đồ khô để các bạn tha hồ lựa chọn, đặc biệt là dịp Tết này để cho mấy ông nhậu ở nhà rồi đi ra ngoài đường ha. Rất là nhiều, rất là nhiều các bạn. Đi thẳng này ra ngoài đường thấp 10 hay sao này không ta, đó là trước cửa chợ Bình Tây các bạn. Ồ, thấy kinh doanh đồ khô mà kinh doanh một cái sạp tủ lạnh không? Đồ khô không các bạn, cá khô, tôm khô, mực khô. Rồi, còn cái phần không gian đây là cũng ở phía trước chợ Bình Tây này. Bánh mứt tết rồi các loại đồ khô đi nữa nhiều. Đấy. Ai nói chợ Bình Tây làm ăn không được. Đây là những hình ảnh chiều ngày thứ bảy mùng 9 tháng 12 năm 2023. Nếu mà tới chợ Bình Tây các bạn thấy cái bãi giữ xe này, đây là chiều rồi nha các bạn, chứ không phải là buổi trưa hoặc buổi sáng. Buổi sáng còn đông rất là đông nữa. Bãi giữ xe không còn nữa mà. Sao gọi là ế. Kỳ ha. Những con đường như thế này lúc nào nghẹt cứng này mà. Đủ lại chưa giao chưa lấy. Chưa giao sao. Đây quan cảnh trước cửa chợ Bình Tây đây các bạn nha. Nhộn nhịp đông vui tấp nập. Khách có, khách du lịch có. Và những cái tính chất đặc biệt của chợ Bình Tây, những cái chợ đầu mối các bạn này, những cái thùng hàng như thế này là gửi về những cái địa phương, đưa ra trần gửi về địa phương. Có nghĩa là ví dụ các bạn muốn mua hàng không cần phải tới chợ Bình Tây nữa, chỉ cần alo những cái mối hàng làm ăn lâu đấy thì các cô chú anh chị tiểu thương ở đây sẽ trực tiếp gửi ra những cái trần gần đây, xong bắt đầu là chuyển hàng về cho các bạn. Đôi khi chợ, những cái ngôi chợ đầu mối ấy là không cần thiết là phải có người tới, ta cần chỉ cần alo thôi các bạn. Còn đa phần ví dụ mà những người nào mà đi lần đầu tiên ta đi tìm hiểu chợ Bình Tây, tìm mối hàng đấy thì người ta tới đây. Còn những cái mối làm ăn lâu năm thì không cần thiết phải tới nữa, ta chỉ cần alo thôi, gửi hàng về cho chị đó, bao nhiêu thùng bao nhiêu kiện gì đấy
trước cửa chợ Bình Tây thì cũng có rất là nhiều những nhà hàng bánh mứt Tết ha. Đây quan cảnh chợ Bình Tây nha, có cái sạp nào mà đóng cửa đâu trời. Đang bữa có một bạn khán giả kênh chợ Việt TV có thắc mắc là tại sao những ngôi chợ đầu mối nghe nói đóng cửa dữ lắm, nhiều bạn review, nhiều kênh review kêu đóng cửa rồi, phá sản rồi tùm lum tà la. Nhưng mà các bạn hôm nay các bạn này, đây mình đang có mặt chợ Bình Tây nha, là ngôi chợ đầu mối về lương thực thực phẩm lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh này. Đó, mình quay cái cảnh chiều thứ bảy có nghĩa là tản mạn rồi đấy, có nghĩa là cuối tuần rồi, ai cũng không còn muốn đi chợ đi về rồi. Nhưng mà đây là quang cảnh này. Đó, lúc nào cũng nhộn nhịp cả. Ngoài ra thì cái đặc tính của chợ Bình Tây là người ta gửi hàng các bạn. Đó, như đây nè, như đây mình quay những cái kiện cuộn hàng người ta gửi cho các bạn hiểu. Mình phải hiểu tính chất của ngôi chợ truyền thống. Đây nè, cái bó hàng người ta gửi về các chành, các địa phương, không nhất thiết là phải người ta mua đâu các bạn này. Đó, những kiện hàng như thế này. Đó, đóng kiện xong gửi về các mọi nơi. Rồi ok, vừa rồi thì kênh chợ Việt TV đã giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh nhộn nhịp đông vui tại chợ Bình Tây, nằm tại quận 6 thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Đây chợ Bình Tây đây. Và đặc biệt hơn là kênh chợ Việt TV đã review rất là kỹ một cái không gian bánh kẹo Tết dành cho cô chú anh chị và các bạn ở phía trong kia ha. Đó, thì chợ Bình Tây được mệnh danh là chợ bán bánh kẹo Tết, bánh kẹo, đồ ăn, lương thực thực phẩm, đồ khô lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh này. Thì nhân tiện đây, mình cũng muốn gửi lại những cái số thông tin đó, những cái số điện thoại để cho cô chú anh chị gần xa, đặc biệt là các cô chú anh chị nào muốn mua hàng để bán dịp Tết này. Rồi, nếu thấy video hay thì các bạn nhớ tặng cho kênh chợ Việt TV xin một lượt subscribe, like và chia sẻ video nhé. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo kênh chợ Việt TV nha.